Tùy có sở đắc không chịu xả bỏ, lại mỗi lúc chất chặt việc đó, keo kiệt càng tăng trưởng. Do đó lại đọa vào các đường ác chịu nhiều khổ đau, thọ khổ như vậy đều do chấp tướng. Nếu các Bồ Tát dùng phương tiện thiện, thiện xảo, biết pháp chẳng có đều như huyễn hóa, đã như huyễn hóa thì phải nên xả bỏ. Huyễn hóa chẳng phải ngã vào ngã sở, nên đối với tất cả sự việc đều xả bỏ. Vì sao vì việc ngã ngã sở bất khả đắc không nên chấp trước, không chấp trước nên xả bỏ được, do xả bỏ được, nên đối với tránh pháp mà Phật Thế Tôn đã thuyết thân tâm càng kính trọng nghĩa là suy nghĩ như vậy khi hữu thay Đức Thế Tôn khéo thuyết các pháp đều như huyễn, con dựa vào lời dạy của Phật nên xả bỏ tất cả, nghĩa là xả bỏ pháp như huyễn hóa, khiến cho con sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà như huyễn vô tướng. Các Bồ Tát này lại nghĩ như vậy, chư Phật Thế Tôn làm việc khó làm, nghĩa là dạy Bồ Tát như thật biết các pháp chẳng có đều như huyễn hóa, do biết rõ nên không sanh chấp trước, ít dụng công sức mà xả bỏ tất cả, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thế nên Bồ Tát này muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên biết các pháp chẳng có đều như huyễn hóa xả bỏ xa lìa các tướng dùng tâm vô tướng siêng năng cầu trí nhất thiết trí tận cùng Ngài mãn từ từ chớ bảo tôi thuyết pháp như vậy là tự biện đài đây đều do sức oai thần của như lai bấy giờ phật dạy a nan đà những gì xá lợi tử đã thuyết đều nhờ thần lực của phật ông nên thọ trì sau khi ta niết bàn nên lưu truyền rộng rãi hết quyển thứ năm trăm tám mươi